Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Châu Bay. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký thi quỹ STMO và thanh toán quỹ bằng hình thức là crypto. Có nghĩa là các bạn đăng ký mua quỹ bằng USDT. Thì trên màn hình các bạn thấy đây chính là cái giao diện của STMO. Thì để có thể đăng ký thi quỹ thì các bạn bấm vào thử thách STMO này. Các bạn sẽ click vào đây. Đấy, sau đó các bạn kéo xuống. Các bạn sẽ chọn điền thông tin thôi, USD này, chế độ rủi ro thì ở đây các bạn chọn normal nhé. Các bạn nào mà chưa biết cái normal và cái aggressive là gì ấy, thì các bạn xem lại các video review về quỹ STMO trên kênh của mình ấy. Mình đã nói chi tiết rất là rõ về hai cái dạng tài khoản này. Thì đa phần ấy, các bạn sẽ chọn tài khoản là normal thôi. Đấy, tài khoản aggressive thì nó sẽ đắt hơn mà mình thấy nó không được tác dụng thêm gì cả. Nên mà ở đây các bạn chọn normal giúp mình. Đơn vị tiền tệ của tài khoản là USD rồi. Ở đây thì mình sẽ đăng ký gói là 100.000 nhé. Đấy. Loại tài khoản ấy, ở đây thì nó sẽ có hai loại là STMO thường và STMO Swing. STMO thường ấy thì đòn bẩy của nó là 1/100. Tuy nhiên ấy, đòn bẩy thì cao, tuy nhiên thì các bạn không được trade tin. Đấy, nói chung là các bạn không được trade tin, không được giao dịch khi mà có tin tức ra. Còn STMO Swing ấy thì đòn bẩy của nó chỉ có 1/30 thôi. Tuy nhiên ấy, các bạn có thể giữ lệnh cuối tuần này, rồi các bạn có thể giao dịch khi tin tức ra, nói chung các bạn không bị hạn chế. Thì đa phần là mình sẽ khuyên các bạn là chọn cái tài khoản STMO Swing. Mặc dù đòn bẩy nó thấp, các bạn không vào được cái lot to ấy, tuy nhiên thì các bạn sẽ thoải mái trong cái vấn đề là giao dịch tin tức hay là để lệnh qua tuần. Bởi vì rất là nhiều bạn ấy, các bạn giao dịch sau nào các bạn vào lệnh, nhưng mà đôi khi các bạn mà quên check tin tức ấy, thì khi mà lệnh đấy nó kết thúc trong cái thời gian diễn ra tin tức là các bạn sẽ bị vi phạm thì STMO nó sẽ khóa tài khoản của các bạn, bởi vì nó đã cấm rất rõ là các bạn không được trade tin rồi mà các bạn vẫn cứ giao dịch khi tin ra, thì đương nhiên là các bạn đã vi phạm cái nội quy của nó đấy. Nên mà tốt nhất ở đây để thoải mái nhất trong quá trình giao dịch thì các bạn cứ chọn STMO Swing cho mình. Nền tảng giao dịch ấy, thì các bạn quen cái giao dịch trên nền tảng nào chọn nền tảng đấy. Ở đây mình quen giao dịch trên MT4, mình sẽ chọn MetaTrader 4 nha. Thông tin thanh toán thì ở đây thì các bạn điền vào. Ở đây thì mình điền rồi, bây giờ mình sẽ không điền nữa. Thanh toán bằng đơn vị tiền tệ, ở đây thì các bạn sẽ chọn bằng USD nhá. Đấy, ở đây các bạn sẽ kích vào đây, tôi đồng ý. Mình sẽ kéo lên, mình áp dụng cái mã giảm giá giảm 20% này. Bạn nào mà chưa biết làm sao để lấy cái mã giảm giá giảm 20% ấy, thì các bạn xem lại cái video trước của mình nhé. Video trước mình đã có hướng dẫn cách để các bạn lấy cái mã giảm 20% này. Link video hướng dẫn các bạn cách lấy mã giảm giá giảm 20% và bài viết hướng dẫn các bạn thi để lấy mã giảm giá 20% đấy. Các bạn kéo xuống phần mô tả sẽ có đầy đủ thông tin hết cho các bạn. Ở đây mình sẽ áp dụng mã này. Đấy, sau đó các bạn kéo xuống thôi. Ở đây các bạn cần phải thanh toán cho nó là 264.39 đô. Ở đây thì các bạn bấm vào xác nhận và tiến hành thanh toán này. Đơn đã đặt hàng này. Đấy, ở đây thì bởi vì mình hướng dẫn các bạn cách thanh toán bằng hình thức là crypto, nên mà ở đây mình sẽ chọn vào tiền mã hóa này. Đấy, các bạn click vào đây. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thanh toán qua USDT nhé. Các bạn chọn vào này. Các bạn chờ đợi một chút cho nó load. Ở đây cái network của nó là Tron. Các bạn nhớ rõ nhé. Ở đây network của nó là Tron này. Đấy, các bạn chờ đợi một chút. Ở đây thì nó đã có địa chỉ ví rồi. Bây giờ các bạn sẽ vào trong cái ví crypto của bạn và các bạn chuyển thôi. Thì trên màn hình các bạn thấy đây chính là tài khoản ví crypto Binance của mình. Thì để có thể chuyển khoản bằng hình thức crypto cho STMO, các bạn vào trong wallet này, vào trong overview này, tổng quan tài khoản ấy. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ click vào withdraw nhé.
Ở đây sẽ chọn đồng coin. Đồng coin ở đây thì các bạn sẽ chuyển là USDT này. Đấy, địa chỉ ví thì các bạn vào đây, các bạn click cái địa chỉ ví này, copy kéo sang đây, các bạn paste nó vào. Đấy, network ở đây các bạn lưu ý nhá, là nó đã nói rõ này là TRC20 token này, có nghĩa là Tron đấy. Tron này. Đấy, các bạn vào đây network này, các bạn sẽ chọn là Tron này, TRC20 này. Đấy, các bạn phải điền đúng cái network nha. Nếu các bạn điền sai network là nó là xem như các bạn mất tiền đấy. Rồi, ở đây các bạn lưu ý nó bảo là 481,99 USDT, mình sẽ làm tròn là 482 USDT đi. Và ở đây cái phí của nó là 1 USDT. Vậy thì ở đây các bạn cần phải điền là 483 USDT. Vậy thì tổng cái nhận được của nó ấy, sau đi trừ đi một đô phí là 482. Đấy, các bạn phải tính cả cái phí vào nhá. Các bạn làm sao mà tổng cái này là nó phải lớn hơn tổng cái này, nó lớn hơn một chút thôi cũng được. Đấy. Rồi, ở đây các bạn phải check lại thông tin một lần nữa để xem có chính xác chưa. Android này, Neutron này, 483 này. Đấy. AHUW, ok, xong rồi. Thì các bạn sẽ bấm vào withdraw này, continue này. Ở đây thì các bạn sẽ điền cái mã code ở trên Binance nó gửi về. Đấy, ok, đây là các bạn đã hoàn thành rồi. Đấy, vậy là đã hoàn thành xong nhé. Sau khi mà đã thanh toán xong ấy, thì các bạn đã quay trở lại cái trang này. Quay trở lại cái trang này á, thì các bạn sẽ click vào Pay with USDT này. Đấy, vậy là đã xong rồi. Đấy, đã xong. Lúc nào các bạn sẽ check mail thì Eftimo nó sẽ có một cái mail gửi về cho các bạn là các bạn đã xác thực ở cái hóa đơn này, và nó sẽ gửi tài khoản cho các bạn luôn, rất là nhanh đúng không? Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy tài khoản này và đăng nhập vào trên MT4 để giao dịch thôi. Đấy, đấy chính là toàn bộ cái video hướng dẫn các bạn cách mua quỹ Eftimo bằng hình thức là thanh toán qua crypto. Rồi, video này mình cũng xin dừng tại đây. Nếu các bạn mà có ý định thi quỹ TFT hoặc là Eftimo ấy, thì kéo xuống phần mô tả, mình có để cái đường link, mình có để đường link mở tài khoản Eftimo và TFT kèm theo những cái mã giảm giá cho các bạn. Các bạn đăng ký thì ủng hộ mình, có câu hỏi gì cứ việc inbox mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.